Sáng nay, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị. Tháng 8, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế quy định công tác kế hoạch tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan đơn vị trong Tổng cục Chính trị chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, chủ động thông tin định hướng dư luận tới cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, nhất là đối với các vấn đề nóng, đẩy mạnh tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và các ngày kỷ niệm lễ lớn, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chỉ đạo hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025, chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật an toàn, chủ động phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật kỷ luật, tích cực chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 10, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tiếp tục chuẩn bị tốt các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và phòng chống dịch bệnh.